Kênh YouTube channel này đang kiếm được hơn 40.000 đô la mỗi tháng với video YouTube short cực kỳ đơn giản. Và thực tế là Thuật đã tạo ra 300 video ngắn tương tự như thế trên YouTube chỉ trong vòng 30 phút. Trong video này, Thuật sẽ chỉ cho các bạn cách để sử dụng ChatGPT và Canva để làm điều tương tự. Và nếu bạn sẵn sàng dành thời gian 12 phút quý giá để xem hết video này, Thuật chắc chắn rằng bạn cũng sẽ làm được, thậm chí còn nhanh hơn cả Thuật. Và bằng cách này, bạn có thể bắt đầu kiếm tiền ở trên YouTube mà không cần xuất hiện khuôn mặt của mình trước ống kính camera. Trước khi chúng ta đi sâu vào video, hãy để Thuật chia sẻ nhanh với các bạn câu chuyện ngắn về điều mà Thuật bắt gặp được kênh YouTube này các bạn ha. Cứ mỗi 15 phút mỗi ngày thì Thuật thường lấy ý tưởng cho các kỹ năng marketing của mình ở trên YouTube. Rõ ràng YouTube là nền tảng mang lại nhiều giá trị cho Thuật đến những giây phút cuối trước khi rời khỏi mắt chiếc điện thoại của mình. Thuật vô tình bắt gặp một video short thu hút được nhiều lượt tương tác. The best girls are always going to be the most difficult. Wow. Và ngay khi nhấp vào trang chủ của trên kênh YouTube này, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn. Wow. Khi Thuật nhấp vào kênh YouTube này thì có đến hơn 200.000 người đăng ký chỉ bằng những video YouTube đơn giản như thế thôi các bạn. Và không thể tin được, Thuật tiếp tục khám phá và phát hiện ra rằng kênh YouTube này đang kiếm được hơn 40.000 đô la mỗi tháng chỉ nhờ những video YouTube short như thế này các bạn ha. Và chính điều này khiến Thuật suy nghĩ làm thế nào để có thể tạo ra được những video như thế này và mình có thể làm được nó như mà kênh YouTube này đang làm hay không các bạn ha. Và bây giờ Thuật sẽ cho các bạn thấy cách mà Thuật đã làm để tạo ra 300 video YouTube short chỉ trong vòng 30 phút với format y hệt như kênh YouTube các bạn vừa quan sát các bạn nha. Tất nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu với ChatGPT. Đầu tiên, như thường lệ thì Thuật sẽ bắt đầu trò chuyện với ChatGPT bằng một lời cảm ơn chân thành nhất. Dù gì thì trong suốt thời gian vừa qua, ChatGPT vẫn đang là trợ lý đắc lực của Thuật mỗi ngày cho công việc kinh doanh của Thuật ở trên online các bạn nhé. Ngay khi sẵn sàng thì chúng ta cùng bắt đầu trò chuyện để tìm ra đáp án và ChatGPT đã xác nhận sẵn sàng rồi đó các bạn. Thuật muốn hướng dẫn ChatGPT cách tạo ra những trích dẫn hoặc câu nói hay về tình yêu phù hợp với phong cách cụ thể với một phần đầu gây tò mò cho người xem để họ tiếp tục xem tiếp các phần thứ hai. Để minh họa điều này, Thuật đưa ra hai ví dụ để ChatGPT dễ hiểu. Ví dụ đầu tiên, nếu bạn thực sự yêu một ai đó, bạn phải để họ ra đi. Và khá đơn giản và cụ thể, Thuật nghĩ rằng ChatGPT sẽ dễ dàng hiểu và đưa ra câu trả lời đúng theo ý định của Thuật. Và đây chính là câu trả lời của ChatGPT. Thật sự hoàn hảo đó các bạn. Tiếp theo thì để xác nhận rằng ChatGPT có thể hiểu và tự làm theo cách mà Thuật đã hướng dẫn ở trên thì Thuật yêu cầu ChatGPT thêm một lần nữa để có thể trả về kết quả mà Thuật mong muốn. Và như các bạn đã thấy ở trên màn hình, đúng như ý mà Thuật mong muốn ở bước trước. Bây giờ Thuật muốn chia cấu trúc ở trên để làm cho 3 chủ đề khác nhau. Điều này sẽ định hướng nội dung cho nhiều người xem hơn ở trên YouTube. Thuật chia chủ đề này thành 3 topic chính. Đầu tiên là tình yêu, thứ hai là sự tan vỡ và thứ ba là tình bạn. Target đến những người từ 18 cho đến 30 tuổi và Thuật nghĩ đây là những người mà có nhiều lượt quan tâm nhất đối với các cái chủ đề này. Và với định dạng ban đầu, ChatGPT đã cho mình những ví dụ cụ thể hơn rồi các bạn. Sau khi đã nhận được câu trả lời của ChatGPT thì các bạn đừng quên bày tỏ cảm xúc của mình với người trợ lý ảo tuyệt vời này các bạn nhé, để làm cho không khí của trò chuyện trở nên là dễ sôi động hơn. Bây giờ Thuật muốn những câu trích dẫn hoặc những câu nói này hướng đến những cô gái hay là chàng trai, bởi vì hầu hết dù họ quan tâm đến chủ đề tình yêu, tình bạn hay là sự tan vỡ thì họ đều có hai giới tính, đó chính là những cô gái và những chàng trai, đúng không ạ? Bây giờ Thuật muốn chia những câu trích dẫn này để hướng đến những cô gái hoặc là chàng trai về cả ba topic tình yêu, sự tan vỡ và tình bạn, và ChatGPT đã trả lời đúng như ý định của Thuật. Điều này thật là tuyệt vời. Các bạn có thể thấy đến đây, các bạn có thể thấy được là sức mạnh của ChatGPT nó tuyệt vời đến mức độ nào, đúng không ạ? Ở bước tiếp theo thì khi đã có những bước đi đúng hướng rồi thì bây giờ mình muốn ChatGPT trình bày những trích dẫn câu nói dưới dạng bảng tính Excel các bạn nhé. Câu đầu tiên là chủ đề thì Thuật ký hiệu cho nó là thêm. Và ở đây thì chúng ta sẽ bao gồm girl fact hay là sự thật về con gái, boy fact sự thật về con trai và friend fact là những sự thật về tình bạn. Và câu thứ hai Thuật chia nó làm first fact, có nghĩa là phần đầu tiên của câu nói hay là câu trích dẫn. Và câu thứ ba của bảng tính Excel Thuật chia nó là second part hay là phần còn lại của câu nói hoặc là câu trích dẫn. Và đây là câu trả lời của ChatGPT. Bạn có thể thấy ChatGPT đã trình bày theo dạng Excel, nhưng các bạn có thể thấy được là cột đầu tiên không đúng như ý mình mong muốn. Do đó mình tiếp tục đưa ra yêu cầu cho ChatGPT. Bây giờ mình yêu cầu thay thế cột đầu tiên thành girl fact, boy fact và friend fact.
và ChatGPT đã trở lại mình như hình bên trái các bạn nhé. Tiếp tục yêu cầu ChatGPT làm chuẩn hơn, chúng ta có hình ở bên phải với cột thêm đã đúng như định dạng mà mình mong muốn. Mọi thứ có vẻ ổn rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục yêu cầu ChatGPT viết cho mình 100 câu nói hay khác nhau về ba chủ đề ở trên. Và đây chính là câu trả lời của ChatGPT. Và sau khi nhìn thấy kết quả này thì có vẻ như trợ lý của chúng ta cần phải được gì ạ? Bổ sung thêm một vài thông tin để bạn ấy có thể làm việc chính xác hơn. Bây giờ mình thêm vào cho ChatGPT hiểu để phân loại bố trí theo dạng bảng Excel. Và tuyệt vời, nó đã tạo ra cho mình hai màu code bố trí dưới dạng bảng. Bạn có thể thấy cột đầu tiên vẫn chưa đúng như định dạng đúng không ạ? Vì vậy, hãy kiên nhẫn và tiếp tục nói chuyện với ChatGPT các bạn nhé. Chúng ta sẽ yêu cầu ChatGPT điều chỉnh lại phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Và đây chính là kết quả. Wow, mọi thứ đã ổn. Bây giờ hãy bắt đầu viết mỗi lần 30 câu nói hay và lặp lại yêu cầu cho đến khi đạt được 300 câu nói hay theo định dạng ở trên. Và nhờ ChatGPT chúng ta đã có được 300 câu nói hay làm nội dung cho video rồi các bạn. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ copy toàn bộ những câu nói hay này đưa qua bảng Excel. Bạn có thể thấy trên bảng Excel này là 300 câu nói hay mà mình vừa dùng ChatGPT để tạo ra chúng. Thật tuyệt vời đúng không nào? Chúng ta cùng đến với Canva. Ngay tại trang chủ của Canva, bạn nhấp vào mục Mobile Video. Tại giao diện chỉnh sửa của Mobile Video, bạn dễ chuột đến mục Design và tại đây có rất là nhiều mẫu YouTube Short để bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích. Hoặc bạn có thể tìm kiếm mẫu theo từ khóa như thế này. Từ đây bạn có thể chọn một mẫu Short để làm nội dung. Rồi sẽ chọn một mẫu video mới cho kiểu nội dung về chủ đề câu nói hay. Ok, ngay tại giao diện chỉnh sửa này, chúng ta sẽ lần lượt sửa các nội dung có trong mẫu. Đầu tiên là tại vị trí này. Bạn sẽ điều chỉnh chỉnh sửa thân Girl Fast, Boy Fast hoặc là Brand Fast, theo đó kéo vào điều chỉnh độ lớn vị trí. Tiếp theo, chúng ta sẽ sửa lại tên kênh cho phù hợp với kênh YouTube của bạn, điều chỉnh vị trí và kích cỡ của chữ. Cuối cùng, chúng ta sẽ chỉnh sửa First Part của câu nói ở phần chữ chính giữa, thay đổi màu chữ, màu nền và cỡ chữ. Và vì câu code của chúng ta là có hai phần nên ở đây mình sẽ nhân đôi đối tượng để làm phần thứ hai của câu code. Sau đó bạn qua bảng Excel và copy nội dung phần 1 và phần 2 của câu code dán vào video short. Bây giờ, hãy quan sát cách mà những video này thu hút lượt xem trở lại. Việc một người dùng xem lại video YouTube short chứng tỏ nội dung này có giá trị đối với người dùng và YouTube thích điều này. Chúng ta thấy ở phần 1 của câu code chứa phần lớn thời lượng của video, trong khi phần thứ 2 là chỉ có khoảng 1,5 giây. Với thời gian này sẽ không đủ để người xem đọc hết nội dung câu code. Chính vì thế, người xem có xu hướng xem lại video một lần nữa, giúp video nhiều lượt xem hơn và lan truyền nhanh hơn. Trở lại video đang edit, tại phần 1 của code, nhấp chuột phải và chọn vào Show Timing. Ở đây bạn có thể kéo chuột chỉnh sửa thời gian xuất hiện của đoạn test này đến 6,5 giây. Phần 2 của code, chúng ta sẽ chỉnh nó ở mức 1,5 giây và tiến hành xem lại toàn bộ video. Ok, hoàn hảo rồi các bạn. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ chèn toàn bộ câu code từ file Excel để tạo ra hàng loạt video short chỉ bằng một cú click chuột. Bạn rẽ chuột đến phần App và gõ cụm từ tìm kiếm là Bug Creator. Sau đó, bạn chọn vào Enter Data Manually. Tiếp theo, bạn nhấp vào Clear Table. Sau đó, copy dữ liệu file Excel dán vào Canva. Ở đây, mình sẽ làm lần lượt 30 câu code mỗi một lần. Sau khi bạn dán vào file Canva, bạn bắt đầu nhấn vào nút Done. Tiếp theo, bạn kết nối các cột dữ liệu có trong bảng với các thành phần có trong video. Đầu tiên là Girl Fast, bạn nhấp chuột phải và chọn vào Connect Data. Sau đó, chọn vào Thêm. Chúng ta tạm kéo phần thứ hai của code và ở phần thứ nhất của câu code, nhấp chuột phải và chọn Connect Data. Sau đó, các bạn chọn vào First Part. Phần còn lại, bạn chọn vào Second Part. Sau đó, bạn kéo chúng lại về vị trí trung tâm. Bạn có thể thấy các dấu tích màu tím ở Thêm, First Part and Second Part tại đây chứng tỏ dữ liệu đã được kết nối. Tiếp theo, bạn nhấp chọn Continue và sau đó nhấn chọn Generator. Như vậy, chúng ta đã có 30 video YouTube Short với 30 mẫu code khác nhau. Bạn cũng có thể chọn thay thế những nền cho video short khác nhau bằng cách tìm kiếm video phù hợp và thay thế các short đang có. Nhưng mình sẽ không làm như vậy 300 lần đâu. Con người thông minh cần có cách làm thông minh đúng không nào? Hãy để mình chỉ cho bạn cách làm tốt hơn. Bạn hãy nhấp vào tab trước đó ngay tại mục Bug Creator. Hãy nhấn nút Back để quay trở lại bước 1. Sau đó bạn nhấp vào Enter Data Manually. Một lần nữa, tại đây bạn xóa dữ liệu trong bảng hiện có và nhấp vào hàng đầu tiên của bảng này và tiến hành copy dữ liệu hàng đầu tiên trên file Excel và dán vào. Tiếp theo, bạn copy 30 code tiếp theo và dán vào bảng tín bắt đầu từ số 1 của hàng số 1 và
nhấn vào Don. Bạn có thể thấy dấu tích màu tím vẫn xuất hiện, chứng tỏ dữ liệu mới đã kết nối vào video short. Chúng ta nhấn Continue để tiếp tục. Bây giờ, hãy khoan nhấn vào Generate mà hãy tìm kiếm hình nền mới phù hợp với 30 câu code vừa nãy và thay thế cái đang có ở trên màn hình. Sau đó, tiến hành chỉnh sửa lại thời gian bằng với thời gian ban đầu của những câu code trước đó. Quay trở lại Bug Creator và nhấn vào Generate. Boom! Như vậy, chúng ta đã có 30 câu code ngẫu nhiên khác nhau với hình nền khác lần đầu tiên. Lặp lại các thao tác ở trên cho các code còn lại. Sau khi đã xong phần video, đã đến lúc tải video về máy tính. Nhấp chuột vào Share, sau đó chọn vào Download. Bạn nhấn vào chất lượng video muốn tải về và chọn vào Download Page as Separator File. Rồi nhấn vào Download. Lặp lại điều này nhiều lần, bạn sẽ có được 300 video YouTube Short khác nhau với 300 câu code ngẫu nhiên khác nhau và thu hút người xem. Như vậy đã xong. Chúc mừng bạn. Vừa rồi là cách bạn sử dụng ChatGPT và Canva để tạo ra kênh YouTube cho riêng bạn để bắt đầu kiếm tiền nghiêm túc. Hãy nhớ rằng không điều gì là dễ dàng, tất cả đều cần có thời gian và nỗ lực. Hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn. Hãy nhớ like video và subscribe kênh để xem những video tiếp theo trên kênh của Hoàng Thoại Thuật các bạn nhé. Thuật xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.